Ok, bắt đầu nhé. Xin chào tất cả mọi người ngoài đó. Cái này chương trình ngày hôm nay á, hôm nay Kim Thúy lại được trở lại. Tuy rằng không thông báo trước, nhưng mà muốn dành một chút xíu bất ngờ, tại vì hôm nay chương trình ngày hôm nay ngày hôm qua được nhiều người ủng hộ quá. Cho nên là Thúy nói ok, vậy thì hôm nay Thúy sẽ trở lại với một vị khách khách mời Thúy rất là đặc biệt. Hy vọng là mọi người sẽ đón nhận. Hai chị Thủy. Ok, Linh vào đó nghe lanh dễ sợ. Thanh Thủy. Ok, hôm nay có việc ở bên Việt Nam. Những người này có chị ở bên ở dưới Santana. Hai thanh nhân. Hôm nay có người 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 bạn trai yêu dấu của tôi. Yến nữa kìa, ai Yến? Thể theo là yêu cầu của các bạn ngày hôm qua, các anh chị cũng đã ủng hộ thì rất là nhiều, cho nên là hôm nay tuy lên trễ một chút xíu nhưng mà chắc là cũng không sao, thật sự mình đâu phải chuyên nghiệp đâu, cho nên là hy vọng ok. Muốn lên tới hôm nay để mà gửi đến các anh chị cái tâm tư, những cái chia sẻ thì mình có thể tương tác với nhau trong cái thời gian này là thời gian của bệnh dịch COVID coronavirus và phòng trà này, phòng trà tại gia. Cái này là nhạc sĩ Đinh Công Bình đã cho thấy cái tên đó, thì mạnh dạn với lại có những anh chị cũng ủng hộ và bảo là cũng cũng một cái ý kiến hay, thì Hiếu với gió mạnh dạn để mà tiếp tục. Một chút xíu thôi, hôm nay mình sẽ không có đi chương trình dài như ngày hôm qua. Hôm qua là hát liều và hát ghiền quá, lâu lâu mới được hát cho nên đi hát thật là đã. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ có cái thời gian hơn, và như Huy nói là Huy sẽ chia ra một ngày là một buổi thánh ca và một buổi tình ca, chứ mình không làm lẫn lộn. Cho nên hôm qua đã gửi đến các anh chị và các bạn một bài những cái bài hát thánh ca rồi, và ngày hôm nay thì những bài hát tình ca. Và tình ca ngày hôm nay thì mình sẽ bắt đầu cái gì nhỉ, anh Châu nè, thôi để giới thiệu đây là anh Châu, người người bạn đời yêu dấu của em, và để anh là người mà đã thiết kế cái không gian nhỏ nhỏ tối hôm nay cho chúng ta, để chúng ta có những giây phút để thoải mái thư giãn với âm nhạc, cũng là để cho cái lòng mình được trải lòng ra với những cái bài hát. Và không có chuyên nghiệp đâu nhé. Anh Châu lại càng không chuyên nghiệp hơn, em dụ mãi anh mới chịu hát đó. Cho nên là hy vọng là mọi người cũng thông cảm những cái gì mà anh muốn chia sẻ, nhưng mà cũng mong là cũng đón nhận ủng hộ anh nha. Tại vì anh Châu này anh chỉ có hát cho mình em nghe, có mình Duy nghe, nhưng ngày hôm nay dám can đảm để mà hát gửi tới quý vị, và chúng ta sẽ có những chương trình mà chị sẽ thay đổi chứ nghe với hát hoài chắc cũng chán. Yes, thế học tim lên quá trời luôn anh. Cảm ơn những trái tim đã gửi tới. Yes, so không biết là hay hay không, nhưng mà chương trình hôm nay chúng ta sẽ gửi lần đầu tiên của bạn của tình ca, cho nên là mình sẽ gửi đến một vài bài thôi, không hát nhiều đâu. Để xem coi quý khán thính giả cảm tưởng như thế nào, rồi lúc đó mình sẽ làm tiếp. Nếu mà ok thích thì chúng em mới dám đi tiếp, còn không thì thôi đóng cửa và hát cho nhau nghe thôi, không dám cho ai nghe nữa nhé. Và anh Châu muốn nói vài câu. Xin chào tất cả quý anh chị và các bạn. Quý anh chị nhìn thấy Châu đang ngồi ngang hàng với Thúy, không phải là Châu thấp hơn Thúy đâu, mà Châu ngồi cái ghế thấp hơn, chứ không đúng ra là Châu cao hơn. Đúng rồi đấy. Vâng. Chứ đừng cứ nghĩ rằng là sang Châu sao thấp thế. Xin chào tất cả quý chị và các bạn. Tối qua quý chị đã được nghe Kim Thúy chia sẻ những cái nhạc phẩm để ca ngợi Chúa. Thì đêm hôm nay với cái chủ đề là tình ca. Phải nói là trong những cái ngày vừa qua, chắc hẳn rằng tinh thần của chúng ta mỗi người ai cũng rất là căng thẳng quá mặt, lo lắng. Nhưng tối hôm nay cho Thúy hy vọng rằng
với những cái nhạc phẩm mà sẽ chia sẻ với quý anh chị tối hôm nay, sẽ giúp cho anh chị giảm bớt những cái căng thẳng và lo lắng đi, vì tin rằng có Chúa, Chúa sẽ đồng hành với chúng ta trong mỗi ngày trong cuộc sống để chúng ta có niềm tin. Vì vậy cho nên giờ đây trong cái bầu không khí gọi là phòng trà cách ly, đúng ra cho phải xa Thúy 6 feet nhưng mà nếu mà có bị chuyện gì xảy ra thì hai người cũng làm được hết thôi, chấp nhận điều đó trong cái cuộc sống gia đình, không sao, chuyện nhỏ, không sao hết. Vì vậy cho nên tối hôm nay trong cái cuộc đời mà chúng ta phải có tình yêu, không có tình yêu thì chắc chắn rằng cuộc đời nó không có được sao nhỉ, phải nói là không được hạnh phúc và không có vui lắm đâu. Cho nên tối hôm nay cháu xin gửi tặng cho tất cả quý anh chị mà một nhạc phẩm nói về tình yêu và tôi cũng yêu em. Đó là nhạc phẩm mà xin gửi đến cho tất cả quý anh chị, mong rằng quý anh chị đón nghe. Ok. Và tôi cũng yêu em, một sáng tác của Đức Huy, sẽ được gửi tới cả nhà ở ngoài kia do với tiếng hát của Châu Phan. Tôi yêu xem một cuốn chim hay tiếng chim hót đầu này và yêu bình văn. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái chân với hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bụi cơm canh cà và yêu thuốc, giấc ngủ không mộng mi, và tôi cũng yêu em. Tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em đồng nàng. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đó vui với bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thành thật và yêu ngày nắng. Tôi yêu mặc chín và áo trắng, yêu trăng sáng ngày rằm, và tôi cũng yêu em. Tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Ok quý vị, yes, cho em một cái tâm, cho anh một trái tim. Tôi yêu xem một cuốn chim hay, tiếng chim hót đầu này và yêu bình vắng. Tôi yêu ly cà phê buổi sáng, con đường ngập lá vàng. Tôi yêu hương vị Tết ngày xưa, mái chân với hàng dừa và yêu trẻ thơ. Bụi cơm canh cà và yêu thuốc, giấc ngủ không mộng mi, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em, yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn. Tôi yêu đi bộ dưới hàng cây, đấu vui với bạn bè và ly rượu ngon. Tôi yêu trong nhà nhiều cây lá, tôi yêu những người già. Tôi yêu những gì đến tự nhiên, những câu nói thầm thầm và yêu ngày nào. Tôi yêu mặc chim và áo trắng, yêu trăng sáng hay rằm, và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em.
và tôi cũng yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Và tôi cũng yêu em, và tôi cũng yêu em rộn ràng, yêu em nồng nàn, yêu em chứa chan. Cảm ơn tất cả quý vị. Sau đây cho xin nhường lại cho giọng hát của nữ ca sĩ Kim Thúy. Trời ơi, nghe gì dữ dội vậy? Không, hôm nay không có ca sĩ nào đây hết. Vừa rồi là bài hát gì đấy? Và tôi cũng yêu em. Và tôi cũng yêu em. Chắc chắn giống như Châu nói, trong đời sống mà không có tình yêu thì nó buồn lắm, giống như ăn cơm mà không có nước mắm vậy đó, đúng không các anh chị? Cho nên là em nghĩ mình cần có tình yêu với Thiên Chúa, tình yêu với Đấng Tạo Hóa và tình yêu với tất cả mọi người anh em xung quanh mình đó, rồi tình yêu đôi lứa, rồi như các sơ là tình yêu với Thiên Chúa. Thì nói chung là tối hôm nay không hát thánh ca, nhưng tất cả những bài hát tình yêu này là tình yêu đồng loại, nó cũng rất là quý. Vì Chúa nói nếu mà mình yêu anh em, một tay mình nắm lấy Chúa và một tay mình nắm lấy anh em, thì chúng ta sẽ cùng tiến về cõi trời rất là nhanh. Cho nên là nhớ mình nắm lấy Chúa, nhưng mà một tay kia thì nhớ cùng kéo anh em lên, chứ đừng có đi lên trời một mình nha. Có ai có đi thì nhớ kéo cho Kim Thúy đi với, cho anh Châu đi theo luôn. Cảm ơn anh Châu nhiều lắm. Hôm nay là vị khách mời này rất là liều, em năn nỉ nhiều lắm á, phải giúp cho bà bao nhiêu rồi mới được như thế này. Cho nên bây giờ thôi tiếp tục, để cho em sẽ, Kim Thúy sẽ gửi đến cho quý chị bài hát cũng rất là dễ thương. Bài gì? Để em nói nhỉ? À, Để Gió Cuốn Đi. Yes. Nghe được không Emily? How is it Emily? Âm thanh làm sao cơ? Ok không? Tại vì thưa quý vị, trong cuộc sống mình cho nhau nhiều lắm, và hãy cứ để gió cuốn đi, cứ cho đi và không nhìn lại đằng sau thì nó tốt hơn. Hãy sống tốt với nhau, sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì? Để gió cuốn đi. Vâng, đó là bài hát của Trịnh Công Sơn. Em Kim Thúy sẽ xin gửi đến cho tất cả mọi người ngoài kia. Cho sau đây nước trà các bạn nhé. Quý chị nào uống nước trà thì Châu xin mời. Châu sẽ xuống lấy nước trà đãi quý anh chị. Mùa chay Châu kim cà phê, cho nên chỉ có mời nước trà thôi. Mùa này uống nước trà rất tốt thưa quý vị, để chống COVID-19. Mới tin tức mới nhất, uống trà có chất trà và có chất gừng. Rồi quý anh chị ở nhà nhớ nha, các bạn ngoài đó uống nước trà, uống nước ấm nha, cố gắng để cho cổ mình đừng có khô. Sống trong đời sống cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi, để gió dòng sông ngày vừa lên hay đến xuống mênh mông. Ôi trái tim đang bay theo thời gian, làm chiếc bóng đi dòng đời dối gian. Những khi chiều tối cần có một tiếng cười để ngậm ngùi theo lá mai, rồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôi. Một bài hát rất là dễ thương mà Kim Thúy cũng thích lắm. Để
cô tìm cái nhớ bài hát đấy. Chúng ta trong cuộc sống cần rất là nhiều tấm lòng chứ không phải là một tấm lòng đâu. Lúc này chúng ta hãy cầu nguyện cho thế giới, cho chính gia đình chúng ta. Hãy nghiêng đời xuống, nhìn xuống một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói nào, để buốt trái tim, để buốt trái
ta gặp nhau yêu chẳng hạn kỳ. Mây ngàn gió núi đồng trên mi áo bay mở khép nhìn đông xưa. Hà Nội để nhớ về, tuy là
anh Châu là người Nha Trang. Không biết ngoài đó có ai quê Nha Trang không, cho em cái trái tim của biết em. Oh, chị Hương lên. Hôm nay chồng em được làm ca sĩ phòng trà tại gia. Bây giờ chưa đi Hà Nội lần nào. Tôi xa Hà Nội năm lên 18 khi vừa biết yêu. Bao nhiêu mộng đẹp yêu đương thành khói tan theo mây chiều. Hà Nội ơi, nào biết ra sao bây giờ? Ai đứng trong ai ven hồ? Của đứng trong như ngày xưa. Tôi xa Hà Nội năm em 16 xuân tròn đắm say. Đôi tay ngọc ngà dương sắc thành thái em đâu thật đầy. Bạn đồng ơi, ngày ấy tôi mang cây đàn quen sống ca với đêm đàn nay khắp tơ duyên liền đàn. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngày đang nuốt cay nhiều rồi, cô đơn xưa vẫn chưa phai mờ. Tụng bảo em mất chóp rồi kìa. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo quen vòng phố vui. Quá trời tim luôn. Nhưng riêng một người tâm tư sầu đang đi cho buồn buồn. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời. Wow, tim nữa. Qua tim cho đời. Sẽ một ngày nào đó ra Hà Nội thăm quê hương của mình. Wow, con gái Yvi đang quá trình anh kìa. Quý chị, thật quý chị có những giây phút thoải mái trong đêm hôm nay. Chúc các chị luôn luôn có sự bình an và bình an của Thiên Chúa đó là bình an đích thực trong cuộc sống của mình. Chào chân Nhật. Chào chân Nhật. Giờ đây biết ngày nào gặp nhau, biết tìm về nơi đâu, ân ái cho nàng mấy câu. Thật lòng lòng năm tháng vẫn trôi giữa dòng đời, ngập đắng đuối cay nhiều rồi, hồ gươm xưa vẫn chưa phai. Hôm nay Sài Gòn bao nhiêu tà áo quen màu phố vui, nhưng riêng một người tâm tư sầu đắm đi trong buồn. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái để ước mơ nên đẹp đôi. Sài Gòn ơi, mong với tay cao hơn trời, tôi hái hoa tiếng cho đời để ước mơ nên đẹp đôi. Xin cảm ơn quý cha của bản thể và quý chị. Quý chị có vui không nào? Mong rằng những giây phút vừa qua
đem lại cho cô chị một chút gì đó thế thúc thoải mái trong những cái ngày tháng mà chúng ta rất là căng thẳng và lo lắng trong cái cuộc sống. Thì trong cuộc sống gia đình của Kim Thúy dạo này thì chỉ có ngồi ở trong nhà thôi, cũng tuân theo luật của tiểu bang, liên bang và thành phố nên ở nhà. Thì chúng ta sẽ trải qua, chúng ta sẽ vượt qua những cái khó khăn trong những ngày tháng sắp tới đây. Mong rằng quý chị cũng đồng hành với nhau, chúng ta nên ở nhà và sinh hoạt trong gia đình, rồi đồng kính cầu nguyện và xin Chúa luôn luôn gìn giữ giáo hội và đặc biệt thế giới, để xin Chúa ban cho mọi người chúng ta có sự bình an của Thiên Chúa chứ không phải bình an của trần gian này. Bình an của cái trần gian này là chỉ có nay còn thì mai mất thôi, nhưng mà chúng ta tin rằng có Chúa và xin điều gì Chúa cũng sẽ ban cho, và cho niềm tin điều này cũng như Kim Thúy mong rằng tất cả quý chị chúng ta cùng đồng hành với Châu Thúy để xin Chúa ban cho chúng ta bình an của Ngài. Như xin kia Chúa ban cái bình an đến cho các tông đồ, đó là cái bình an mà chúng ta sẽ tìm thấy được cái niềm vui trong Chúa. Chào quý anh chị và gia đình Châu, xin nhường lại chào Kim Thúy. Nhiều ngoài là tôi muốn nói là cái việc lấy microphone mà nói thì không có nhường nhé, đúng không đấy chị? Xin chào các anh chị ngoài đó nha. Trời ơi kìa, thấy Châm lên nè, con gái em nữa kìa, Ivy cho bà mấy trái tim ấy đi ơn ca đảm. Bài hát kế tiếp, ok, im kìa, lo chụp đi anh kìa, quá trời luôn. Bài hát kế tiếp tối hôm nay, chủ đề tình yêu cho nhau, mình sẽ gửi đến các anh chị bài hát Quỳnh Hương. Bài này là bài anh Châu là tổ của anh cơ, nhưng mà hôm nay Kim Vy sẽ xin được hát ké với anh cho nó vui. Mình làm song ca nha, em hát được không? Ok, Tùng hỏi kiến nó bảo em hay đi con chó rồi. Ồ, hai Vũ. Không có chó đâu, mình có, mình buông ra thoải có không là mình nhận thôi ạ. Đã ban cho em một đoá quỳnh, quỳnh thơm hai môi em thơm. Em mang cho ta một chút những hoa mong manh.
mình không nghe được chẳng phát tay ở ngoài đó, cho nên là nó mình tự vỗ tay. Chúng em hai đứa em sẽ tự vỗ tay để tưởng tượng đó là những chàng pháo tay ở ngoài kia, mọi người đang ủng hộ cho chúng em, đúng không ạ? Vì không nghe thấy nhưng em biết là khi em còn nhìn thấy mọi người đang ở trên đó, tức là mọi người vẫn còn đang ủng hộ chương trình của chúng em tới hôm nay không có được dài như ngày hôm qua đâu. Cho nên là tại vì em còn phải làm việc, em đang chuẩn bị cho một cái bài hát Lạy Mẹ Thiên Chúa dựa trên lời kinh của Đức Thánh Cha dâng cho Đức Mẹ. Thì bài hát này do nhạc sĩ Viễn Sứ cũng như là cha nhạc sĩ Hùng Cường đã dựa trên nó và viết sáng tác xong tuần hôm Chủ nhật vừa rồi em mới nhận được, và nhờ em hát, nhạc sĩ Đỗ Tùng sẽ hòa âm phối khí và tụng thu tại phòng thu của Đỗ Tùng, và Kim Thúy đã làm chọn nhiệm vụ điều đó, cũng đã thâu video rồi, hy vọng chỉ trong vòng mà em nhìn chắc 1 hay 2 ngày nữa thôi là trễ lắm sẽ có trên mạng, trên YouTube và trên Việt Catholic .net là nơi mà chắc mọi người cũng hay từng thấy Kim Thúy lên đọc tin trên đó, thì mọi người sẽ đón nhận trên đó, cũng như là Kim Thúy sẽ cố gắng gửi đến bên Tin Vui Media, đó là cũng những cái kênh công giáo mà Kim Thúy thường để cộng tác để mang những tin vui. Thì hy vọng mọi người sẽ đón nhận cái bài hát Lạy Mẹ Thiên Chúa với cái lối hòa âm của nhạc sĩ Đỗ Tùng rất là hay. Nhớ đón nghe nhé. Và như Kim Thúy nói, mình thời gian này chúng ta bớt nghe tin tức một chút xíu, tại vì như là tin hầu như là người ta gọi người Việt Nam nó đúng, gọi là tin tức, coi là tức tức, không có tin vui. Chỉ có một tin vui đó là tin mừng, tin phúc âm. Đó, cho nên là muốn nghe hay là muốn đón nghe thì tìm những tin vui của ở trong những cái công giáo. Khi nói về tin vui đó là lời của Chúa, đó là cái tin mà vui nhất để mang lại bình an, niềm hy vọng cho chúng ta lúc này. Còn mà coi trên TV hầu như ngày nào cũng phải coi tin tức. Khi Thúy thường nói với lại ba má, ông bà vậy, tại vì ông bà thì cứ lo lắm khi mà coi những cái tin tức đó rồi lo, nhưng mà tại vì Thúy nghĩ là đúng, tại người ta đặt tên rất là đúng, tin tức, cho mình coi, mình phải tức, người ta phải làm cho mình tức, mình mới cứ cái tin đó. Cho nên là nói cúng lại, bây giờ mình sẽ trở lại cái chương trình tin vui. Một bài hát Kim Thúy xin được gửi đến tất cả mọi người. Thôi bây giờ mình chơi cái bài nó tình cảm chút xíu nha. Một cái bài hát này thật sự là nó có một chút xíu riêng tư, nhưng mà tại vì Thúy nghĩ là Thúy đã nợ nặng mà nợ cái người bạn này nhiều lần lắm rồi, cứ ao ước muốn nghe Thúy hát thôi mà không có gì, thì Thúy sẽ hát, đó là bản tình cuối. Bản tình cuối của Ngô Thụy Miên. Thì Thúy rất là thích nhạc của Ngô Thụy Miên. Hy vọng là ngoài kia quý anh chị mọi người cũng thích dòng nhạc đó, để có một ngày là Kim Thúy sẽ dành nhiều thời gian cho chương trình Ngô Thụy Miên. Yes, Linh, nghe không? Nghe bản tình cuối không? Yes. cho cô Thúy trái tim là Thúy biết là muốn nghe. Yes. Hơi buồn xíu nhưng mà thôi thay đổi đi, nãy giờ hát vui rồi, bây giờ mình một bài và mình cuối để đến cho tất cả mọi người. Có những cái mối tình hay như không cần phải nói là tình đôi lứa, tình yêu, tình bạn mà luôn luôn mình giữ lại một cái kỷ niệm đẹp ở trong trái tim của mình. Một lần gặp gỡ mà đã yêu quen thuộc nào, đúng không quý vị? Chỉ cần gặp qua quý vị mọi người qua cái màn hình nhỏ này thôi, nhưng quý vị cũng cảm thấy điều đó. Tôi có rơi và nắng có phai trên cuộc tình yêu anh ngày nào. Ta đã yêu và ta đã mơ chẳng sao đưa đến bên một lần gặp gỡ đã như quen thuộc nào.
một lần nào đó bước bên anh âm thầm, một lần nào đó ta vẫn không nói yêu người. Yêu anh, ta yêu anh như yêu tuổi ngây thơ. Bên anh ta hát khúc mong chờ. Ngày nào người chúng ta biết tình yêu đắm say. Ngày nào người cho ta biết tình là đắm say. Mưa đã rơi và nắng đã phai trên cuộc tình yêu anh ngày nào. Ta đã yêu hồn ta vẫn say qua bao nhiêu năm tháng tơ thơ. Một ngày nào đó tóc xanh xưa bạc màu. Một ngày nào đó ta có thôi hết yêu sau chương trình trở lại, mọi người cũng sẽ ghé vào và ủng hộ cho chúng em như vậy.